Ăn chút chua ngọt. Cô lúc nào được bán cô nên cắt điện cho. Vâng. Nên chỉ được cắt. Vâng, vâng. Tham thế. Đấy nhá. Ăn đi, Thái không ăn à? Đấy nhá. Ừ, cứ để đấy chị. Thank you.
Đây,
cho cân đi. Cắt này làm thế nào lâu lắm. Trước tôi bảo nhất ngọt hơn, nhất ngọt nhưng nó nhỏ hơn này. Quần này. Đấy rồi, như này. Lấy dao gạt nó ra hết. Tôi chưa được cân nhất. Lặng lại. Cũng cân luôn thì không phải tươi. Thôi, thế là được rồi. Dạ. Cho xì bột cốt cho chắc. Dạ. Cho bột cốt cho chắc. Dạ. Bắt tiền nhỉ em nhỉ? Tắt thế? Về nghỉ đây. Chủ bố là gì à? Lấy ra lấy cho. Thế là bảo vi luyến ăn cả quần không chơi hết được. Thank you.
Bây giờ hết nhãn thì về trên nhà. Hả? Bây giờ hết nhãn thì về trên nhà. À, thế ạ. Không. Vật nó để mạnh là nó nứt. Căng à? Vì nó dày mưa. Thế đây là cháu nội cho ông ngoại không?
Thank you.
bao tiền cân? 10.000 ba cân. Để cho mình. Vâng, anh chọn. Là mày muốn nhá hay còn còn nhá để bán? Giá 10.000 ba cân. Ba cân 10.000 bạc. Thank you.
nó kẹo rồi. Do.
tay này. Với chị ấy kéo Thái ơi. Đập đi. Nào. Quên đấy, quên kéo. Đừng là bẻ được. Bẻ được. Yeah.
Vậy lấy chị ít nước. Lên rồi rổ.
Vâng, vâng, thế được ạ. Ba môn đang có đi không? Nếu mà cái gì nếu như giấc ngủ đấy. Dai ấy. Dạ. Dai nó cả cuống. Ừ. Không phải là không nhạt được. Nó dai. Em ơi.
Ôi con dế. Bỏ chưa? Ủa ra kìa. Hả? Bỏ ra kìa. Đây, bỏ thẳng trước đây đã. Bỏ lắm. Gai à? Hả? Tìm cái gì?
Tôi bảo thế.
Thank you.
ร้ายนี่ตีก่อนที่5ถูกnhân mộng dĩ em hay ăn ấy. Mà chị mua ấy. Cho nên có bánh ngọt, đường ấy. Thích này. Giòn vào đây cơ.
đây cây tắm rẻ đây này. Đứng bảy nè. Bảy nhé. Đứng bữa đi. Chặt nữa. Chặt nó hết cái cật đi. Bữa bữa xuống để chị chặt cái này. Ví nó xuống. Con gái thằng em tao, con ông cậu ấy, con ư con cậu ấy nè, nó làm thế là bán cho nhà nó mới lại đây này, hai đống củi ở đây thì cháu Thank you.
Ống tre này bẩn lắm. Đấy, đổ ống tre. Ống này kiểu như là nó khô ấy nhỉ. Nó không còn thì trắng trắng nữa. Ừ. Nó khô, nó bẩn. Không tươi. Thật như thế, như kiểu nó khô ấy. Nó khô, nó bán nhiều lắm. Thế này sắp chết đấy.
Thì chả thế. Thì thế. Thì thế. Nè. Thơm á. Bỏ lên ra bắn. Đẹp lắm. Ngon nhỉ? Thôi ông ơi. Nóng ạ. Thơm nhỉ. Ngậm nếm. Ăn cái giò này mới ngon này. Ngon lắm. Giò nóng. Thổi đi.
Thank you.
toán. Bong nước ra thả chữ này đấy. Thank you.
không? Không. Lấy nhiều ít rồi. Lấy nhiều ít rồi.
đầy rồi đấy. Các em để ít mang về. Muối vào. Muối dưa ngon đấy. Đã bán hết rồi. Muối ăn, chẳng muối luôn. Thơm, ăn. Thank you.
chứ đồ đâu bạn. Để chị ra muối dưa nhé.
Thái ơi, dậy đi. Thank you.
Thì rau phải nó giòn. Yeah.
Ừ, cái to quá. Bê không được. Cái loại này nó giòn nhỉ? Ngon quá. Hai thì đi mua chứ không lấy con mất hàng. Vậy đồng cầu ăn chứ. Rồi ba trăm mấy. Ừ. Không có tiền đi 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 đi
nắng chiều về không. Từ đây ăn tôi sẽ khỏe lắm. Dạ. Được chắc đấy. Được chắc. Chắc. Thank you.
sánh nhất là ria đấy. Đánh nhất hai tay là đây đấy thế. Có lên được không? Úi dồi, lên là bắn nhất. Gạo, ta phải nhân đít ta mới nhân được chứ. Được rồi. Được rồi, cháu cảm ơn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quạnh quạnh như này. Quá hay.
quên với ai. Thank you.